Ok, nice to meet you. My name is T. Right, you can call me Miss T. Right, Vũ, how old are you? Okay, look at me, Vũ, how old are you? Nếu, nếu như mà nếu như mà con không hiểu ấy, thì con không hiểu câu hỏi của cô thì con cứ lắc đầu cho cô là để cô biết là con không hiểu câu hỏi ha lúc đó thì cô sẽ nói tiếng việt à Câu hỏi là how old are you tức là con bao nhiêu tuổi Đúng Thế nào? Hả? Yes. Rồi ừ. con <laughs> Rồi con cứ nói cho cô đi ha. Vậy thì con sẽ trả lời là I am rồi số mấy nhỉ? Con bao nhiêu tuổi nhỉ? À 10 tuổi. À con 10 tuổi thì con sẽ nói là I am 10 years old. Chúng ta nói lại cho cô được không? I am ten years old. Okay, very good. Đổi câu hỏi lại ha. How old are you? I am ten years old. Okay, con làm rất tốt. Con đang nghe nói được cái chữ s Rằng sau chữ years này tốt này. Good. Right. Câu hỏi tiếp theo của cô nè What is your favorite color, Vũ? What is your favorite color? Rồi nếu như con không hiểu thì con lắc đầu lần nữa nhé. Ừ, ok. Rồi câu hỏi của cô là màu nào là màu yêu thích của con? Okay. Vậy thì con cứ is. nói cho cô. Is, is. Mà màu đỏ. Ah, à, is màu đỏ tiếng Anh là gì, gì nào? Red. Uh, is red. Rồi chúng ta nói câu để đủ cho cô ha. My favorite color is red. Để chưa nào? Trong đó chữ color là màu sắc. Favorite là yêu thích. Đúng chưa nào? Và red là màu đỏ. Rồi, nó lại theo cô nhé. My favorite color is red. My favorite color is red. Okay, okay very good. Rồi. Thank you, Vũ. Rồi, Ok, vậy thì cô xin tự giới thiệu một lần nữa. Cô tên là Kim Chi, cô là giáo viên của Trung tâm ăn ngữ Pantado và hôm nay thì cô sẽ là uh, giáo viên chủ nhiệm cho cái buổi học trải nghiệm của mình với Trung tâm ha. Rồi, vậy thì để cô chia sẻ cái màn hình để cho mình thấy được cái nội dung buổi học ngày hôm nay nè. Chờ cô xíu nhé. Một lần rồi. Rồi, ok. Chắc là cô xin phép cô tắt camera một chút xíu để cái uh, việc chia sẻ nó không có bị lag nhé. Rồi, ok. Rồi, cô sẽ nói sơ qua nội dung của bài học ngày hôm nay là Vũ nè. Chúng ta sẽ học 4 phần để thế nào. Và mỗi một phần thì chúng ta sẽ có những cái câu hỏi nhỏ nhỏ. Ví dụ như phần đầu tiên là phần speaking. Con sẽ phải nói tiếng Anh, trả lời câu hỏi tiếng Anh với cô. Và chúng ta sẽ trả lời 5 câu hỏi để thế nào. Rồi sang đến phần nghe, phần uh, đọc và phần viết, mỗi phần sẽ có những cái câu hỏi khác nhau. Được chưa? Ok, Vũ, are you ready? Sẵn sàng chưa nè? Ok, sẵn sàng ha. Nếu như mà có cái gì mà chúng ta không hiểu thì cứ nói là cô ơi con không hiểu là được rồi. Được chưa? Rồi, có... Ok ha. Can you say yes? <laughs> chúng ta nói yes cho cô nào sẵn sàng chưa? Yes? Yes. Ok, good. Rồi. Không có gì phải lo hết nha. Nếu như mà có rắc rối thì cô sẽ giúp đỡ nè. Rồi, Vũ nhìn xem màu này màu gì ha. Và nói cho cô màu đó bằng tiếng Anh xem nào. What color is this? It is. It's. Rồi, do you know? Rồi, nếu như mà không biết thì lắc đầu. Can you do that? It's. À, ok. Nhìn lên trên màn hình nói cho cô đi. It's gray. It's gray. Đúng rồi gray đọc lại cho cô đây nó có âm g và âm r nó sẽ tạo thành gr it's gray it's gray ok khá tốt gray này là màu màu gì đấy Sám màu xám đúng rồi tốt nha it's gray tốt rồi ok rồi chúng ta nhìn chúng ta biết con này trong tiếng việt chứ nhỉ vậy thì chúng ta còn biết tên của con này trong tiếng anh không rồi nếu mà không biết thì cứ lắc đầu không sao đâu Vũ ơi. Okay, do you know? Yes or no? <laughs> rồi, nhìn ha. Okay, can you say it? It's a giraffe. It's a giraffe. Rồi, chúng ta, chúng ta đọc từ này lại chậm hơn cho cô nào. G và giraffe. 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 Đúng rồi. Và Vũ để ý nhé Cái rap này ở cuối nó có mấy chữ F đây Có tới hai chữ F lận Cho nên là chúng ta phải có cái âm Giống như là chúng ta đang chuẩn bị nó chữ phở vậy nhé Được chưa? Nghe cô đọc lại Giraffe Giraffe Rồi con đọc lại đi Giraffe 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 Ok, tốt được chưa? Giraffe. Rồi, vậy thì khi cô hỏi what animal is this? Đây là con gì thì con sẽ trả lời như cái câu này trên cô trên này cho cô ha. Rồi, mình làm thử nào. What animal is this? I is a giraffe. Ok, tốt, con làm tốt lắm Vũ. What animal is this? Con này là con gì? It's a giraffe. Đây là một con hươu cao cổ. Tốt. Rồi, rồi các Vũ nhìn thử coi là mọi người thì đang ở đâu đây? Nhìn coi. À, ở school chính xác rồi hoặc chính xác hơn là ở trong lớp học. Ha. Rồi, vậy thì khi cô hỏi là Where are they? Họ đang ở đâu? thì Vũ sẽ trả lời như thế nào? Where are they? Rồi, mình cùng xem câu trả lời cho cô nhé. Đọc nè. Trong đây chúng ta có classroom, có nghĩa là lớp học. Đọc lại cho cô. Classroom. Classroom. Đúng rồi, chính xác. Rồi, they are in the classroom. They are in the Ok Ok, tốt vậy bây giờ Vũ có thể tự nói lại cái câu đó và không cần cô hướng dẫn được không nào? Rồi đọc lại nguyên một câu này cho cô đi. They are in the classroom. Ok very good. Rồi vậy thì nghe cái hiệu lệnh câu hỏi của cô nha. Câu hỏi của cô, where are they? Họ đang ở đâu? Nào, where are they? Con trả lời lại. They are in the They They are in the classroom Được rồi, rất tốt, chính xác Very good Rồi, nice Cô hỏi họ ở đâu Thì chúng ta bảo là họ đang ở Trong cái lớp học Được chưa nào Nice Rồi Rồi Can you tell me, Vũ What is her name? What is her name? What is her name? Tên của bạn này là gì nào? Thì chúng ta bảo là her name is Tên của bạn ấy là là gì đấy? À, à, ok, trả lời lại câu đầy đủ cho cô nào. Her name is my. phụ nói cho cô đi. Her is my. Rồi lại một lần nữa cái cái mạng của mình đang hơi uh, lag. Rồi đọc lại theo cô ha. Her name is my. Rồi con đọc nè. Her name is my. Đúng rồi, chính xác. Vậy thì khi cô hỏi what Her is... name. Ừ, ừ. Rồi khi cô hỏi what is her name thì con trả lời ngay cho cô nhé. Một lần nữa. What is her name? Her name is mine Chính xác, đúng rồi Tốt, nice Ok Rồi Cái này là class 3A Để cho nào 3 chúng ta sẽ đọc như thế này Và A là ở đây, được chưa? Là lớp 3A Đó, rồi Vậy thì khi cô hỏi là Which class is she in? Bạn này ở lớp mấy? Thì chúng ta bảo là class 3A cho cô để cho nào. Và câu trả lời đầy đủ sẽ là như vậy. She is in class 3A. Rồi, Vũ đọc câu này cho cô đi. She is in class 3A. Ok, tốt. class này chúng ta có âm S ở cuối đuôi nhá Rồi, đọc lại một lần nữa nào. She is in class It... 3A. She is in class but... 3A. Đúng rồi, ok, cô xin lỗi nha, đúng là phải để lại cái chữ 3A này cho mình đọc. Chúng ta không được đọc là 3A đâu nha, tại vì 3 là tiếng Việt rồi. Good. Rồi, khi cô hỏi which class is she in thì chúng ta trả lời bằng câu trên màn hình này cho cô ha. Rồi, lại một lần nữa nào. Which class is she in? She is in class 3A. Đúng rồi, đây là câu hỏi. Bạn ấy ở lớp nào? Câu trả lời là, bạn ấy ở lớp 3A. Rồi good Rồi chúng ta ôn tập lại một chút xíu ha. Rồi. Vũ, what color is this? Is the. <laughs> rồi rồi nhìn lên trên màn hình, cái màu nó ở trên màn hình cơ mà. Rồi, what color is this? con 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 nhìn thử cái chữ này con nghĩ là nó sẽ đọc như thế này á à? Grace nice. gần đúng đúng rồi chúng ta không có thêm âm s ở đằng cuối nha nghe cô đọc nè it's gray con đọc cho cô đi it's gray It's gray. À, con để ý là có âm R ở giữa nha Nếu như mà con mất cái chữ R này rồi Thì từ nó sẽ sai Vũ nè Gr Gray It's gray Đúng rồi, chính xác phải như vậy mới đúng. Lại một lần nữa, what color is this? It's gray. Ok. Cái lần trước thì âm R rõ hơn, còn lần này thì âm R hơi yếu nha. Và tạt sign, chúng ta đi tiếp. Rồi, Vũ. What animal is this? It's a... Uh... Giraffe. Yes. Giraffe. À, chúng ta quên rồi. Đọc lại cho cô nào. Giraffe. Giraffe. Không phải gì nha, Đó là G. G giống như chữ G này nè. Đó, rồi. Giraffe. Giraffe. Không phải ri, không phải ri. Ri là chúng ta đọc hơi không chính xác rồi. Rồi, Vũ nhìn miệng cô nè. G. G. Giraffe. Ở đúng lúc mà cô cần xem miệng nó lại vậy. Rồi. Giraffe. Giraffe. Con đọc lại cho cô đi. Giraffe. rira Không phải, không phải ri, cái này là G, G. Không thơ thì con đọc thành chữ Z cho cô cũng được. Giraffe. Giraffe. Ok, đỡ hơn nhiều. Ok, đọc lại một lần nữa ha. What animal is this? I a giraffe. It's a giraffe. It's a giraffe. Giraffe. Rồi một lần nữa. What animal is this? It's a giraffe. Ừ, mm, gần được. Lại một lần nữa. Giraffe. Giraffe. Con đọc sang chữ Z cho cô xem nào. Giraffe. Rif G giraffe. G giraffe. G giraffe. G giraffe. G giraffe. <laughs> Chuyện này con sẽ phải tập luyện nhiều ha. Rồi. Ok. Câu hỏi tiếp theo. Where are they? They, uh, they are in the classroom. Ok, tốt, chính xác. Rồi, tiếp. What is her name? What is her name? Her uh, Her name is Mai. Đúng rồi, her name is Mai Tốt, good job Rồi, và câu cuối cùng Which class is she in? She is in class 3A Đúng rồi, con làm tốt lắm Con nhớ được cái số 3 là 3 là đúng rồi Tốt, she is in class 3A Good job, Vũ Rồi, nice Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua đến phần listening phần bài nghe ha, rồi có sẽ tắt camera chỗ này. Phần bài nghe này chúng ta sẽ làm như sau. Rồi, đây là câu hỏi mẫu. Rồi, câu hỏi mẫu thì cô sẽ giúp con hiểu được cái um, uh, đề bài đã nha. What animal has Alex got in his bedroom? Câu này có nghĩa là Alex nè có con vật nào ở trong phòng ngủ của bạn ấy rồi được chưa thì ở đây người ta cho ba lựa chọn con này là con rắn vậy thì đố vũ biết con rắn tiếng anh đọc như thế nào ừ, con biết không nếu không biết thì lắc đầu thôi rồi ok đọc cho cô ha snake nice à, đọc lại snake nice À, ok, âm đuôi của chúng ta nghe chỗ chữ can này cần cải thiện hơn nè. Snake. Này. Ok, tiếp. Con này là con gì? Con, con cá, đúng chưa? Vậy thì con cá tiếng Anh đồ vụ biết nè, là gì ta? Con cá tiếng Anh là fish. Chúng ta nói cho cô được không? Fish. Fish. Ok, tốt, good. Rồi, và con này là con thằn lằn ha và chúng ta sẽ gọi nó là con lizard đọc lại cho cô nào lizard lizard ok tốt rồi vậy thì bây giờ chúng ta nghe cái này cho cô nhé rồi chúng ta kiểm tra âm thanh xem chúng ta có nghe được nào three look at the pictures rồi vừa rồi, khắn, vừa, rồi vừa, vừa có nghe thấy cái âm thanh cô bật không rồi vũ có nghe thấy âm thanh cô đang bật không nào? look at the picture. rồi có ha. vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nghe cho cô coi là con nghe thấy trong cái bài nói của họ thì họ nói con nào ha? có tên con rắn, con cá hay là con laser không nào? now listen and look. there is one example. what animal? Has Alex got in his bedroom? Mom, Alex has got an animal in his bedroom. What is it? A fish? No, a lizard. Can I have one? Okay, but please don't ask for a snake. Rồi, vú ơi, vú snake, fish lizard Fish. à con nghe được con fish đúng không đáp án đúng của cô sẽ phải là lizard người ta có nói tên cả ba con này nhưng mà chúng ta sẽ phải hiểu nội dung cụ thể hơn để uh, uh, chúng ta mới hiểu được nội dung các đoạn hội thoại ha vậy thì khi mà hồi nãy mà con nghe thì con có hiểu được là người ta đang nói về vấn đề gì trong đó không hay là nhanh quá con không nghe được? Dạ còn nghe hai ba câu à có nghe được hai ba câu ha vậy thì bây giờ chúng ta thử À, nghe lại một lần nữa xem con có nghe được là người ta nói là trong phòng bạn Alex có con lizard không nha. Con fish và con snake này sẽ không phải là hai con nằm trong phòng của bạn Alex mà là con lizard này cơ. Đó, chúng ta nghe lại một lần nữa cho cô ha. Can look at the pictures. Now listen and look. There is one example. What animal has Alex got in his bedroom? Mom, Alex has got an animal in his bedroom. What is it? A fish? No, a lizard. Can I have one? Okay, but please don't ask for a snake. Yeah. Can you see the tick? rồi vậy thì vũ ơi con đã nghe lại được là cái đoạn hội thoại và con có hiểu được tại sao đáp án đúng lại là laser chưa <laughs> rồi con nghe được con fish là bởi vì mẹ bạn của mẹ bạn này bảo là ủa con fish hả thì bạn nữ mới bảo là không con laser cơ đó còn con snake thì mẹ bảo là thôi làm ơn đừng có xin mua nuôi con snake trong phòng nhé thì chưa nào đó khó hiểu không vũ À. Không. không hả? Không thì chúng không. ta làm. Hả hả? Không khó cho lắm. Không khó cho lắm. Rồi ok. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái câu hỏi đầu tiên của mình nè Rồi. Trong đây là chúng ta sẽ có ba cái bức hình gia đình ha. Vậy thì các bạn sẽ đang mô tả một trong ba bức hình đó thì chúng ta sẽ phải coi coi là bức hình nào mới là bức hình đúng. Được chưa nào? Đó. Rồi trong bức hình này thì sẽ có mẹ này, có mom, có ông là grandfather. Bức hình này thì có mom, có grandmother. Còn cái bạn nhỏ áo nâu này là là em họ sẽ là cousin. Được chưa nào? Rồi Vũ theo kịp cô không? Rồi ok, vậy thì chúng ta thử nghe ha. Còn trong cái bức này ấy, thì chúng ta sẽ có ông chú tóc nâu này là La dad là chúng ta nghe lại, ha? <laughs> rồi. 1. Which picture are May and Sam looking at? This picture's nice, Sam. Who's in it? Mum, my grandpa and my cousin Tom. Where's your dad and your grandma? They're not in this picture, May. Rồi, sau lần nghe đầu tiên thì con đã có được đáp án chưa nhỉ? Bức hình number 1, 2 hay là 3? Hình số 1 mới là hình đúng nhỉ? Rồi. Hình số 1, số 2 hay số 3 mới là hình đúng? Đã hình số 1. Hình số 1 ha. Rồi con đọc lại những nhân vật có trong đây cho cô nè. Ở đây là ông thì chúng ta có grandpa, đọc cho cô đi. Grandpa. Grandpa. Đúng rồi. Mẹ là mom, can you say that? Mom. Mom. Ok. Rồi và cái bạn này là cousin, đọc cho cô. Cousin. Cousin. Đúng rồi, tốt. Chúng ta có người bên này là grandma là bà nè, đọc cho cô. Grandma. Grandma. Đúng rồi. Vậy thì khi mà chúng ta nghe thử cho cô ấy là phải cho cô biết là uh, bức hình nào là có đầy đủ những cái nhân vật mà mà trong cái băng nghe nó nói nhé. Được chưa? Yeah. Rồi nghe Đúng. lại một lần nữa cho cô. One. Which picture are May and Sam looking at? This picture's nice, Sam. Who's in it? Mum, my grandpa, and my cousin Tom. Where's your dad and your grandma? They're not in this picture, May. Rồi, theo con thì bức hình nào đúng vũ một, hai hay ba? One, two, or oh, three? Um, bức hình thứ hai. Bức hình thứ hai ha, bức hình thứ hai có grandpa, có mum và có cousin. Vậy đây sẽ là đáp án chính xác được chưa nào? Ok. Đó. Rồi, any question? Không có dad và có grandma bởi vì ngay khúc cuối là bạn đã có nói là they are not in this picture. Họ không có trong cái bức hình này, được chưa nào? Ok, thank you. Rồi OK, bây giờ chúng ta có ba cái hoạt động nha. Hoạt động đầu tiên là hai hai bạn này đang làm gì đây Vũ? Hai bạn này đang làm gì đây? đang đang chụp hình đúng chưa nào? thì chúng ta nói cho cô nào taking pictures taking picture đúng rồi chính xác rồi. Còn hai bạn này đang làm gì đây? đang bơi thì chúng ta nghe cho cô swimming rồi. Còn hai bạn này thì đang chơi gì đấy? Chơi bóng đá đúng chưa nào? Vậy con có biết chơi bóng đá tiếng Anh là gì không? Được. À, football đúng rồi, chính xác. Playing football. Tốt. nhìn chưa? Rồi đọc lại cho cô nè. Đầu tiên là Taking. Taking pictures. Taking pictures. Rồi tiếp theo là Swimming. 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 Đúng rồi, tiếp theo là Playing football. Playing football rồi Ok, câu hỏi của câu này là Chiều nay đó Lớp của cô Good Sẽ làm hoạt động gì Làm hoạt động gì Hoạt động chụp hình, hoạt động bơi lội Hay là chơi đá banh ha Chúng ta nghe hai lần cho cô Two. What are Mrs. Good's class doing this afternoon? Where are your class this afternoon, Mrs Good? At their swimming lesson? No, they're in the playground. Are they playing football? Not today. They're taking photos for our class book. Rồi ok cái này cô sẽ sửa lại một chút xíu thành taking photos ha. Con đọc lại cho cô đi. Taking photos. Taking photo. Rồi vậy thì theo con thì con nghe được uh, đáp án nào hình số 1 số 2 hay số 3 nào? Số một. Số một, two. What are Mrs. Good's class doing this <coughs> afternoon? Where are your class this afternoon, Mrs. Good? At their swimming lesson? No, they're in the playground. Are they playing football? Not today. They're taking photos for our class book. Rồi, vẫn còn giữ nguyên đáp án là hình 1 đúng chưa nào? Dạ. Ok, giữ nguyên đáp án là hình 1 thì đây là một đáp án chính xác, tốt để thế nào. Cô Good nói là Ờ, uh, hôm nay các bạn này không có đi bơi cũng không có chơi bóng đá bởi vì các bạn đang chụp hình để làm kỷ yếu được là để lưu lại để chơi nào chụp hình để lưu lại vào cái cuốn sổ của lớp rồi ok Nhìn những các loại trái cây trên màn hình này thì Vũ biết tên gọi tiếng Anh của nó không? Có biết không? Con Hồng hả? Rồi, đầu tiên đọc cho cô. Orange. Orange. Rồi, orange, quả kem. Còn đây là quả dừa thì nó là coconut. Con đọc cho cô đi. Coconut. Coconut. Ok, tốt. Và tiếp theo quả thơm chúng ta có pineapple. Đọc cho cô nha. Pineapple. Pineapple. Đúng rồi, kê okay, đọc lại một lần nữa ba từ cho cô nào. Quả kem chúng ta đọc là orange. Orange. Đúng rồi, quả dừa coconut. Coconut. Rồi, quả thơm pineapple. Pineapple. Đúng rồi, đọc lại một lần nữa ba quả cho cô. Số 1 là orange. À, orange. Orange. Ok, số 2. Và dưa, hồi nãy cô mới chỉ sau đọc sao ta? Coconut. Coconut. Rồi, thứ ba pineapple. Pineapple. Đúng rồi, vậy thì bây giờ chúng ta nghe cho cô coi ha. Câu hỏi của câu câu này chính là cái loại trái cây yêu thích của mẹ là gì để cho nào có thể là quả kem nè quả dừa hoặc là quả thơm thì chúng ta chú ý cho cô đến cái chữ favorite nha là yêu thích con đọc lại cho cô đi favorite favorite ok rồi vậy thì nghe cho cô nhé favorite bắt đầu 3 what is mum's favourite fruit mom can we have this coconut well they're very nice but i can't open them what about these oranges okay they're my favourites and let's have this pineapple too. Rồi, Vũ ơi, hình số 1, số 2 hay số 3 sẽ chính xác nhỉ? Số 1. Số 1, ok, con nghe được chữ orange và favorite, đúng chưa nào? Rồi, ok, cảm ơn con nha, đó là đáp án chính xác, được chưa? Rồi, người không có phải là trái coconut bởi vì là mẹ không có thể mở nó ra được. Còn pineapple thì sao? Thì không có chữ favorite ở trong đó. Rồi, cứ job. Rồi, ok. Rồi chắc là chúng ta dừng cái bài nghe ở đây ha. Cô cũng uh, uh, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Chúng ta sẽ phải đổ qua các bài khác ngay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đến cái phần bài học liên quan đến từ vựng này vũ nè. Bây giờ con nhìn theo hàng ngang cho cô nhé. Con thấy coi từ nào mà nó không giống với những từ còn lại thì con đọc tên từ đó to ra cho cô. Hello, Hello đúng rồi. Thank you. cớ. Rồi hàng số 2 từ nào khác với những từ còn lại? <laughs> Theo con thì từ nào? Có con không biết hả? Con lắc đầu là con không biết đúng không? Rồi Vũ con có biết đáp án cho câu này không? Đó ok Con đọc cho cô Mother Mother Đúng là Ok đúng rồi Đó là mẹ Để chơi nào Rồi con từ này là gì? Father Father là father. Uh, father là là bố là cha của mình nên thế nào. Rồi. Và cuối cùng là sister. Sister. Sister là chị hoặc là em gái. Và friend đọc cho cô. Friend. Friend. Uh, oh. uh, là người bạn. Vậy thì con thấy sao? Con thấy là có mẹ này, có bạn nè có cha, có có chị em gái. Thì từ nào sẽ khác với từ còn lại? Dạ từ bạn. À từ bạn con đọc lại cho cô friend. friend. À, ok, tốt good. Rồi. Ok. Um, rồi chúng ta dừng uh, chúng ta đi qua cái phần tiếp theo luôn cho cô nhé, hôm nào sẽ không kịp giờ. Rồi ok. where is it? Rồi ok, let's go. Rồi, bây giờ con đọc cho cô cái câu đầu tiên nè. Parks are big with a lot of. Rồi con nhìn qua cái số 1 này, con chọn cho cô house hay là trees sẽ phù hợp với cái câu số 1. Parks are big with a lot of gì đó and flowers. Công viên thì rất là rộng lớn với nhiều gì? Nhiều nhiều cây. Nhiều cây vậy thì cây chúng ta đọc là gì? Trees. Trees. Ok, rồi chính xác ha. Đợi cô xíu. Rồi vậy thì à, Vũ đọc lại cho cô nào. Parks are big with a lot of trees. Asp up. A trees why. <laughs> rồi rồi không sao không sao không sao, rồi không sao, chúng ta đi tiếp ha. Rồi Câu số 2 này, they can ride. Người ta có thể đi phương tiện nào ở trong công viên đây? Boat or bike. Dạ yeah, là bike. À ok, they can ride bikes in park. Rồi, được rồi. Good. Ok Rồi. Rồi. Chúng ta quay đến cái phần mà trắc nghiệm cho cô ha. Rồi. Ở phần trách nhiệm này thì chúng ta sẽ điền từ thích hợp vô chỗ trống con chỉ cần đọc to cho cô đáp án là a b hay là c thôi nè phần trách nhiệm này sẽ uh, thử cho con thử cho cô biết là cái ngữ pháp của con ra sao ha rồi a a rồi number one a là đáp án chưa chính xác nha vũ nha và đáp án phải là b rồi con đọc lại cho cô hai i am mary I, I am Mary. Đúng rồi, chính xác. Khi nào mà chúng ta thấy ai thì chúng ta đi với em cho cô. Được chưa nào? Rồi, ok, tiếp luôn ha. So, number two, is it A, B or C? Is it A, B or C? Dạ B. Rồi, you choose B. Câu số 2 là B hả? Chắc chưa nào? Rồi ok, số 2B thì đáp án là chưa chính xác. Rồi, phải là 2A. Con đọc cho cô đi. Is she a new student? Is she Is she a new student? Đúng rồi, khi mà con thấy she thì con sẽ phải nối với y cho cô. Để cho nào? She đi với y và I đi với đi với em. Rồi, chỗ này thì câu B của con là chưa chính xác. Rồi, ok. Giờ chúng ta quay đến phần cuối cùng nào. Rồi, bây giờ con thấy là cái câu này nó đang có những cái thành phần như là Peter, nè, he và is. Nó đang bị đảo lộn hết lên. Vậy thì bây giờ Vũ giúp cô sắp xếp nó lại được không? Đó. Được. Đến. Rồi, con giúp cô sắp xếp lại câu số 1 như thế này sao cho đúng nè. He is Peter. He is Peter. Đúng rồi, con làm rất tốt. Rồi, câu số 2. Câu số 2 sắp xếp như thế nào đấy? What is your name? What is your name? Đúng rồi, chính xác Rồi, câu số 3 thì sao? There are 11 À, đọc lại cho cô ha There are 11 cats Yeah, oh, 11 class. Ok, rồi, cảm ơn con rất nhiều. Rồi, ok, vậy thì hôm nay thì chúng ta đã kết thúc cái buổi học trải nghiệm với cô Chi rồi. Ok, rồi, cảm ơn Vũ rất là nhiều ha. Bài hôm nay con có thấy khó không nào? Dạ, không khó lắm. Cũng không khó gì lắm ha, vậy thì học với cô vui chứ. Chào, chào cô, chào cô. Ok, dạ rồi, vâng, em chào chị ạ. À. Dạ. Ok, là vừa rồi thì em cũng vừa mới kết thúc cái buổi học trải nghiệm với cả Vũ Thì bây giờ là em có muốn uh, trao đổi với chị một chút xíu về cái uh, buổi học của con hôm nay nha chị nhé Dạ, uh, thì trước tiên um, cho em hỏi chút xíu À quên mất, trước tiên là chắc là em xin phép tắt cái camera tại camera của em bị lỗi Nên là nó cứ đứng liên tục à Dạ, không, không biết có phiền chị không à Không, không được Dạ rồi, dạ rồi À, trước tiên cho em hỏi chút xíu là về bạn Vũ nhà mình là trước đây thì con có đi học tiếng Anh ở trung tâm hay là cái tình hình tiếng Anh của con ở trên trường như thế nào không chị nhỉ? Thì, thường... Vũ là có đi học ở thế mà ở nhà cô thôi À Chứ không đi học ở trung tâm mà tiếng Anh Vũ thì kẻ ở trường tệ kém Dạ, dạ, dạ Dạ, về, bởi vì lúc mà em có hỏi con những cái câu đơn giản Ví dụ như là về màu sắc hay là về con vật Thì em thấy là con hình như là về cái từ vựng thì con biết cũng chưa nhiều với cả cái cách trả lời của con thì nó hơi uh, không theo cái khuôn mẫu cho lắm. Đó. Tức là con đấy thì một là trả lời bằng một từ duy nhất hoặc là nếu như mà con không biết thì con sẽ ngại và con không nói luôn. Đó. Và những cái kiến thức mà nhỏ nhỏ như là màu này là màu gì, con này là con gì, hay là những cái câu mà uh, các bạn này đang ở đâu thì các bạn ở trong lớp học thì con chưa có thể nói được thành cái câu. Uh, chuẩn xác Nhưng mà con biết cái từ classroom là từ lớp học hay là từ school là cái từ ngôi trường. Con sẽ biết những từ đó. Nè. Vậy thì cái phần từ vựng và ngữ pháp của con cần phải ôn tập thêm để con có thể trả lời được đúng và trả lời được theo cái mẫu câu đầy đủ. Nè. Rồi. À, em có thấy là cái phần phát âm của con thì là có vẻ như là con chưa có quen phát âm lắm. Đúng không chị nè? Tức là cái phát âm của con, con cần phải chỉnh nhiều để sao cho đúng. Ví dụ như cái từ con hư co cổ này là em cũng thấy là con cần phải cố gắng nhiều. Dạ. như như trung tâm mình như cố là có biện pháp để cho cháu hơn thực tiễn hơn vì tiếng Anh hay quý. Dạ dạ vâng dạ. Dạ dạ, vâng vậy thì em cũng đã có được cái nhận xét và cái kết quả của mình cho cái buổi học uh, trải nghiệm ngày hôm nay rồi nhưng mà em xin phép là em sẽ hẹn vào ngày mai hoặc là ngày mốt để em trả cái kết quả chính xác cho con nha chị nhé và với với cái buổi học ngày hôm nay thì trung tâm sẽ uh, chọn một cái giáo trình phù hợp cho con để con có thể thứ nhất là cải thiện cái phát âm của mình đó là thứ hai nữa là học thêm từ vựng và thứ ba nữa là học thêm cái cách trả lời làm sao mà cho nó đúng ngữ pháp và để phù hợp với cái kiến thức mà ngữ pháp ở trên lớp con đang học ví dụ như những cái dạng bài này là những dạng bài mà có hay có ở trên lớp mà hay có ở trên trường thì tụi em cũng sẽ cố gắng là bổ sung thêm kiến thức cho con để con có thể làm bài tốt nha yeah. Rồi. Ừ. Dạ. dạ, vậy thì cho em hỏi chút xíu là cái dự định hiện tại của mình là chỉ là mong muốn là con có thể cải thiện được tiếng Anh là thứ nhất và có thể cải thiện được cái điểm số ở trên lớp đúng không ạ? À? Rồi, cải thiện tiếng Anh mình là cải thiện được uh, điểm số vì là um, tuần vụ học rất là kém hay quên. À, dạ. dạ. Dạ, dạ, dạ rồi. Vậy thì cũng mong là các thầy cô ở trung tâm là sẽ giúp con làm sao học tiếng Anh mà có thể nhớ lâu chứ đừng có quên nữa đúng không ạ? À? Dạ, dạ rồi. Con dạ rồi học là sẽ cố định với ngày ba giờ ngày thứ bảy chủ nhật được không hả À, dạ 3 giờ ngày thứ bảy chủ nhật đúng không ạ? À? Rồi em sẽ ghi lại thông tin này để em uh, báo lại với bên bạn tư vấn. Tại vì khi mà uh, có được cái uh, kết quả rồi ấy, thì chúng thì uh, các thầy cộ, uh, các bạn mới uh, sắp xếp giáo viên cho mình. Còn cái lịch học ấy thì nó sẽ tùy thuộc vào cái lịch rảnh của em Vũ cho nên là mình cứ sắp xếp cái giờ học với em trước nha, nha mẹ nhé. Là mình đang muốn làm vào 3 giờ chiều thứ bảy chủ nhật đúng không ạ? À? Đã rồi, dạ, một đà rồi một buổi học sẽ kéo dài 45 phút và giờ lớp học sẽ diễn ra trên Zoom như thế này. Dạ. Rồi 3 giờ chiều thứ bảy chủ nhật em sẽ ghi nhớ lại và thông báo cho bạn tư vấn để các bạn tư vấn chuyển đến thầy cô. Dạ vậy thì hẹn chị là ngày mai hoặc là ngày mốt là em sẽ có kết quả cho con nha chị nhé. Rồi rồi rồi. Rồi, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã học cho phụ tham gia buổi học trải nghiệm ngày hôm nay. Dạ em xin hẹn gặp lại chị sau ạ. Rồi trời. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đã, bye bye.